Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Thì hiện tại thì mình đang ở đường Võ Văn Kiệt của thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục chia sẻ về thông tin cầu Cái Cam 2 ở Vĩnh Long cho cả nhà mình được biết nha. Thì sắp tới là kỷ niệm 100 năm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, nên là hôm nay các đơn vị thi công, máy móc, thiết bị hỗ trợ xây dựng cầu Cái Cam 2 tập trung ở đây rất là nhiều để mà thi công kịp ngày 100 năm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ha. Thì cầu Cái Cam 2 đóng vai trò rất là quan trọng đối với thành phố Vĩnh Long, nối liền quốc lộ 1A vào trung tâm thành phố Vĩnh Long, nối với các phường, phường 1 nè, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5. Thì các phường ở Vĩnh Long thì sau này là sẽ kết nối với cái tuyến đường Võ Văn Kiệt này. Thì sau này là các phương tiện di chuyển hoặc các cô chú anh chị đi từ cầu Mỹ Thuận đổ xuống nè, rồi đi từ quốc lộ 1A vào trung tâm thành phố Vĩnh Long rất là dễ dàng luôn. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2022, tiến độ xây dựng cầu Cái Cam 2 ở Vĩnh Long hôm nay đã hoàn thành tới đâu rồi? Thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhau xem chi tiết video với mình nha.